Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề công đức của Kinh Dược Sư. Thì khi bàn về cái chủ đề này thì chúng ta mới thấy là Đức Phật của chúng ta, Ngài có một cái tình thương đối với tất cả chúng sanh, chứ không phải là riêng loài người chúng ta. Cho nên khi Ngài còn làm Thái tử thì Ngài mới thấy các cái tôn giáo đương thời họ chỉ chú trọng tới loài người, mà họ cho rằng Phạm Thiên sanh ra loài người, rồi Phạm Thiên này cũng sanh ra các loài súc vật để cho cái loài người chúng ta đó là ăn thịt các loài súc vật. Thì khi Ngài còn làm Thái tử đó, Ngài mới thấy các cái loài súc vật mà bị đem ra giết rồi để tế thần, thì Ngài thấy như vậy đó, Ngài rất là thương xót, rất đau lòng. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới nghĩ rằng nếu Phạm Thiên mà sanh ra loài người, rồi Phạm Thiên cũng sanh ra các loài vật đó, thì như vậy đó là loài người chúng ta với loài vật đó thì cùng một cha mà sanh ra. Cho nên đó, ta coi nó như là những người anh em. Đây là cái ý tưởng mà của Đức Phật đầu tiên. Thì về sau này đó, người ta cũng theo cái ý tưởng đó của Đức Phật, mà ta bảo các loài vật á, là cái loài mà anh em hạ đẳng của chúng ta. Như vậy đó có nghĩa là chúng ta có những người anh em mà thượng đẳng, và chúng ta có những người anh em hạ đẳng. Những người anh em thượng đẳng là các vị trời, họ có quyền uy hơn chúng ta. Những người anh em hạ đẳng là các loài vật ở dưới chúng ta. Cho nên cái tình thương giữa trời, người và vật nó phải cân bằng với nhau. Đây là cái tư tưởng mà phát xuất cái từ của Đức Phật. Cho nên khi mà Ngài đi tu đó, Ngài mới tới cái nước Ma Kiệt Đà, thì Ngài mới thấy các thầy Bà La Môn mới bày ra cái lễ mà tế thần. Tức là cái lễ đó đó là đem súc vật ra giết mà tập thể, tức là tế thần, lấy máu để mà tế thần. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới tới Ngài can ngăn vua Tần Bà Sa La, bảo rằng chư thiên là người anh em thượng đẳng, và các loài vật á cũng do Phạm Thiên sanh ra là cũng anh em hạ đẳng với chúng ta. Mà ta giết em của chúng ta rồi chúng ta mới lấy máu đó ta dâng lên cho cha chúng ta nữa, thì như vậy đó, thì nó phi đạo đức, không chấp nhận được. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới thấy Đức Phật nói như vậy, thì Ngài mới nghĩ đây là một cái vị thánh ra đời. Cho nên Ngài mới nói rằng khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành đắc đạo nữa thì nhớ tới độ ông. Cho nên lúc bây giờ nữa mới nghe lời Sa Môn Cồ Đàm, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu mà thả hết tất cả bò dê sở soạn đem giết ra. Đó là lần đầu tiên mà ở trong đời Đức Phật đó, Ngài chưa thành Phật nhưng mà Ngài can ngăn được một cái việc mà giết súc vật một cách dã man. Tuy nhiên từ đó cho đến ngày nay á, thì cái lễ mà giết súc vật và tế thần á, nó vẫn còn ở bên Ấn Độ, nó vẫn còn. Mặc dù đa số dân Ấn Độ đó thì lại ăn chay, cho nên người ta bảo rằng ở trên đất Ấn Độ đó là cái số người mà không ăn thịt súc vật á, nhiều nhất ở trên thế giới. Tại Ấn Độ có hơn 1 tỷ người, nhưng mà trong lúc đó nó đã có hơn 500 triệu dân là ăn chay. Dầu theo đạo Phật
hay là không theo đạo Phật đi nữa đó, họ vẫn có một cái ý thức là ăn chay với cái tình thương loài súc vật mà coi như đó là hạ đẳng. Tuy nhiên cái đạo Bà La Môn vẫn còn sót lại và còn truyền bá, cho nên cứ mỗi năm nữa là họ đều có một cái tế lễ như vậy, họ đem súc vật ra để giết tập thể. Thì bây giờ đó, ở bên đất Ấn Độ cấm giết đó, thì họ đem qua cái xứ Nepal đó, giết. Thành ra năm 2011, 12, 13 như vậy đó, là cứ mỗi năm họ đem bò dê qua cái nước Nepal đó, để họ giết, giết tập thể. Thì cái năm 2013 đó, đó là được coi như là giết nhiều nhất đó, là giết coi như kỷ lục, tức là trên 1 vạn con súc vật đem ra giết, thả ra ngoài cái bãi đó, đem cứ thả nó ra đó, rồi bây giờ là các võ sĩ đó, tới đó cứ chặt chém. Cho nên ở Việt Nam mình, mình cũng có cái lễ mà đâm trâu, hay là cái lễ mà gọi là chém lợn gì chẳng hạn. Đây là rất dã man. Thì cái tập tục này nó vẫn có. Cho nên cái năm mà giết súc vật nhiều nhất ở bên Nepal đó, thì chính cái năm đó là một cái trận động đất kinh hoàng nhất ở cái xứ này. Và Phật tử chúng ta khắp ở trên thế giới đều vận động để mà tới cứu trợ. Tôi nhớ lúc đó là Phật tử Việt Nam chúng ta cũng khuyên góp được một số tiền tương đối là lớn, vào khoảng hơn 100.000 đô la, để chúng ta đem qua để mà giúp cho những người bị tai nạn. Và qua năm 14, 15 á, thì ở bên đó, họ mới nghĩ là thôi, không giết súc vật để cúng thần nữa. Tại vì giết súc vật để cúng thần linh như vậy đó, lễ hội như vậy đó, mà lại là cái tai nạn lớn hơn là trước. Cho nên từ chỗ đó mà họ bãi bỏ cái chỗ này. Thì từ cái chỗ mà bãi bỏ cái vấn đề giết súc vật ở tại Nepal, thì ở Việt Nam đó, thành hội Phật giáo chúng ta đó, mới phát động một cái phong trào đấy, gọi là tụng kinh dược sư mà cầu an đầu năm. Thành ra quý vị nhớ đó, là cái đàn dược sư đầu tiên mà thành hội tổ chức đó, là ở tại chùa Quy Nghiêm quận 2. Rồi đó, tới đàn thứ nhì, đàn thứ ba, thì năm nay đó là cái đàn dược sư lần thứ tư, tức là trải qua được 4 năm. Thì đàn dược sư lần thứ tư này đó là chúng ta tổ chức ở tại chùa Việt Nam Quốc Tự chúng ta. Tại Việt Nam Quốc Tự được coi như là một cái chùa, mặc dù đang xây dựng, nhưng mà đó là một cái ngôi chùa tiêu biểu cho quốc gia của chúng ta, đất nước của chúng ta. Thì đàn dược sư đó lần thứ tư á, thì một số tất cả các tỉnh thành người ta cũng bắt đầu khai đàn dược sư để cầu an đầu năm. Khai đàn dược sư để cầu an đầu năm. Thì đàn dược sư cầu an đầu năm này là gì? Tức là căn cứ theo cái kinh dược sư mà Đức Phật đã nói. Thế nên kinh dược sư Đức Phật có dành riêng một cái thời pháp mà nói về công đức của Phật Dược Sư. Tại Đức Phật nói là công đức của Đức Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn được. Đó là một cái điểm quan trọng mà ta thấy. Cho nên ta tìm hiểu về cái công đức của Phật Dược Sư thì chúng ta mới thấy được. Đức Phật bảo rằng khi mà Đức Phật Dược Sư chưa thành Phật, thì lúc bây giờ đó, cái xã hội ta gọi là sơ khai, cho nên cái mà giết súc vật là cái việc này là việc đương nhiên. Và tai nạn xảy ra liên tiếp cho loài người nữa, thì chính Ngài thấy cái đó. Cho nên Ngài thấy từ cái chỗ mà giết súc vật, tức là phát triển cái tâm ác đó, cho nên mới có một cái mà giết hại lẫn nhau. Thành ra trong cái giết hại lẫn nhau đó, thì lúc bây giờ nhìn thấy cái thực tế đó đó,
mà Đức Phật Dược Sư mới phát ra 12 lời nguyện của mình. Thì 12 lời nguyện đó tức là ứng vào trong cái xã hội mà của Đức Phật Dược Sư đang sống trong cái thời kỳ đó. Thì ở trong đó là gì? Tức là cái thứ nhất á, là con người rất hung ác mà không ai có thể can ngăn được hết. Vì vậy đó mà Ngài có phát cái lời nguyện bảo rằng cái khi mà tôi thành Phật á, tôi cố gắng tu làm sao để mà thành Phật đấy. Có nghĩa là nâng cái hiểu biết mình lên cao nhất và nâng cái đạo đức mình lên cao nhất, để cho cái hiểu biết mình thấy suốt hết tất cả mọi vật, thấy hết, thấy từ nhân tới quả. Khi mà thấy rõ như vậy rồi đó thì lúc bây giờ nó mới có thể giải thích cho mọi người thấy được. Mọi người thấy được, mọi người biết được chính cái hành động ác của mình mà dẫn tới cái quả báo. Do cái hành động ác của mình mà dẫn tới quả báo, thì quả báo đó là gì? Nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, ngu dốt, gặp những cái chuyện bất an. Thế nên khi mà có trí tuệ rồi đó thì thấy được rõ từ nhân tới quả. Tức là nhìn vô người á thì chúng ta biết cái người này tạo nhân nào mà ngày nay cái quả này thì thấy được. Và nói đúng như vậy đó thì họ mới nghe được. Cho nên cái lời nguyện của Ngài đó, Ngài bảo rằng bây giờ đó mình nói người ta không nghe, ta không tin ở mình, nhưng mà cái thấy mình thì chưa đúng. Cho đến khi nào mình thấy được đúng mà mình nói cho ta nghe, ta chấp nhận được. Cho nên thấy đúng có nghĩa là thấy được ba đời nhân quả, thấy được quá khứ, thấy được hiện tại và thấy được vị lai. Cho nên thấy rõ rồi, lúc bây giờ nói cho họ đó, cái việc nó xảy ra đúng như những cái tiên đoán của mình đó, thì lúc bây giờ người ta mới có thể nghe và chấp nhận được. Cho nên mặc dù trong kinh thì dùng cái từ mà chúng ta nghe nó hơi khó hiểu, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu siêng tu lục độ, rời biển trần khổ vào chốn niết bàn. Đây là lời nguyện ở trong kinh. Nhưng mà cái hào quang này đó là gì? Tức là tiêu biểu cho cái trí tuệ. Hào quang tức là trí tuệ, cái sáng suốt đó. Cái trí tuệ của chúng ta nó tinh sạch, có nghĩa là sáng suốt hoàn toàn, nhìn vô thấy rõ từ nhân tới quả rồi. Cho nên Đức Phật nhìn một người là Đức Phật là thấy rõ hết. Thì bây giờ đó khi mà Ngài tu hành á, Ngài chưa thành Phật cho nên không thấy rõ. Vì vậy mà nói người ta không nghe. Cho nên khi nào mà thấy rõ hết rồi á, nói đúng á, thì lúc bây giờ người ta nghe. Đó là lời nguyện của Ngài. Lời nguyện thứ hai là gì? Tức là muốn nói cho người ta nghe đó, là chính cái này mình phải áp dụng ở trong đời sống của mình. Cho nên cái gì mình biết thì cái này đem áp dụng trước đi, chứ không phải là mình đem mình dạy cho người mà trong lúc đó mình không làm. Cho nên từ chỗ đó mới có lời nguyện thứ hai, là thân của ta đó nó trong sạch như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn. Do đó cái đạo đức chúng ta cao. Cho nên khi mà thân chúng ta trong sạch, tâm chúng ta trong sạch, thì lúc bây giờ nói người khác họ nghe được. Chứ còn ở trong lúc đó đó, ta khuyên mọi người ăn chay nhưng mà ta đó thì không ăn, ai nghe được không? Cho nên khuyên mọi người ăn chay thì chúng ta đó phải ăn trước đi. Nhưng mà ta khuyên mọi người ăn chay, ta nói ăn chay đó thì sao? Không kẹt vào nhân quả này. Tức là không ăn thịt súc vật thì lúc bây giờ ta khỏi mắc nợ mạng nó, mà ta cũng không phải ốm đau bệnh hoạn, ta không bị những cái chất độc đó đem vào trong thân mình, cho nên khỏe mạnh. Vì vậy đó mà ta phải thực hành chúng ta ăn chay, mà trong lúc đó làm sao chúng ta khỏe mạnh. Ta ăn chay mà ta khỏe mạnh thật á, thì lúc bây giờ đó
tao khuyên người ăn chay họ mới nghe theo. Cho nên cái người tu hành ở bên Ấn Độ, thầy thấy đó, họ chẳng những ăn chay mà họ ăn rất ít nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một ngày ăn một bữa, ăn một lần thôi. Nhưng mà khi sang Ấn Độ, thầy thấy các vị tu sĩ đó, nhiều vị đó ăn chay, nhưng mà 2 ngày ăn lần, 3 ngày ăn lần, có vị 1 tuần lễ mới ăn lần. Mà có những vị đó lại là chỉ ăn trái cây không, chứ không ăn thực phẩm, không ăn đồ nấu, nhưng mà người rất khỏe. Cho nên khi mà thầy gặp những người như vậy đó, họ nói về ăn chay đó, thì thầy nghe thầy tin được. Họ đã thực tập và có kết quả. Tại vì cái trường hợp mà đồ nấu, đồ chế biến đó, thì ngày nay chúng ta mới phát hiện ra được. Cho nên những cái đồ mà chế biến rồi phụ gia rồi bảo quản, coi chừng những chất độc này đưa vô nhiều quá, phải không? Cho nên chúng ta ăn, chúng ta sanh ra nhiều bệnh. Do đó mà các vị tu sĩ yogi này đó, hầu hết đó, họ ăn chay nhưng mà họ ăn rau quả sống thôi. Cho nên từ cái chỗ đó họ ăn ít. Họ nói là cái cơ thể con người không cần thiết nhiều như là cái tham vọng của con người. Cho nên đoạn tham vọng và điều chỉnh thức ăn, do đó mà người ta ăn rất ít mà ta rất khỏe mạnh. Cho nên lời nguyện của Ngài Dược Sư là làm sao mà ta thực tập cho được cái này, tức là ăn rất ít mà ăn chay mà khỏe mạnh, để rồi ta mới khuyên mọi người ăn chay. Cho nên bây giờ Việt Nam chúng ta cái số người ăn chay cũng đông, nhưng mà thầy lo nhất đó là gì? Tức là ăn đồ chế biến này. Ăn đồ chế biến. Cho nên đồ chay chúng ta nó đôi khi cũng bị những cái chất bảo quản của nó. Cho nên cái trường hợp đó, thầy là ăn chay nhưng mà thầy cũng không ăn bột ngọt, thầy cũng không ăn đồ chế biến, nhất là cái đồ Đài Loan chẳng hạn thì thầy không ăn. Thầy nói cho tất cả các tự nhiên. Tại vì những cái đồ chế biến này đó, họ dùng những cái phụ gia và cái bảo quản này đó, có thể có những chất độc trong đó. Cho nên đó, chúng ta ăn chay mà chúng ta cũng có thể bệnh. Đây là một cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Rồi đến khi mà rau quả, bây giờ ta nói thêm cái nữa, rau quả nhưng mà phải rau quả sạch nữa. Tại rau quả, nhưng mà rau quả có những cái thuốc độc ở trong này, phân hóa học, thuốc trừ sâu. Cho nên chúng ta ăn cái này vô rồi là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Cho nên ngày nay là cái loài người chúng ta nó, cái tâm ác mà nghĩ tới vấn đề lợi nhuận càng cao chừng nào càng tốt chừng đó. Cho nên họ không từ chối bất cứ một cái hành động ác nào hết. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ cái hương mà quý vị mua về đốt đó, phải không? Cho nên chúng ta cũng cẩn thận một chút. Nếu mà ta mua nhầm cái hương mà nó tẩm chất độc trong này. Tại vì hương không phải thiệt là hương, nhưng mà nó dùng bất cứ một cái gì đó, rồi bây giờ nó cho hóa chất vô. Cho hóa chất vô, mình muốn cái mùi hương gì đó thì nó cho cái loại hóa chất vô, có cái mùi hương đó cho mình. Nhưng mà mình đem về mình đốt cái này, mình ngửi đó, lâu ngày quý vị thấy nguy hiểm vô cùng. Cho nên phát hiện ra một số người đó là bị ung thư vòm họng, mũi, cổ là do mình bị cái này. Cho nên thầy là chủ trương là không đốt nhiều hương,
Thứ hai là không đốt những cái loại hương mà không rõ nguồn gốc. Thành ra Phật tử đem cúng cho thầy hương đó mà thầy không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó đó, là cái này thầy không bao giờ thầy đốt. Sợ nhất là chất độc trong này nữa. Tại vì họ làm hương rồi họ đem họ bỏ những cái hóa chất vô để cho mình có mùi hương, cho mình có mùi hương, rồi để cho mình đốt cái cây hương này lên á, ngoài cái mùi hương ra thì cho một cái loại hóa chất vô để mình đốt cây hương này đó, nó sẽ cháy hết mà nó không còn sót lại. Cho một loại hóa chất khác á, để đốt cây hương này lên rồi đó, nó cho nguyên cái cây này tồn tại lại với màu trắng. Cho một loại hóa chất vô đốt cây hương này lên rồi đó, để nó cong thành vòng tròn, để một số người mê tín rơi vô chỗ này. Cho nên những cái này đó, quý vị coi chừng, chúng ta sẽ ngửi lấy cái mùi độc này đó mà sanh ra nhiều cái bệnh. Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta thấy con người, cái tâm con người nó ác. Mỗi ngày nó ác lành đi, thì cái trường hợp cái thời của Đức Phật Dược Sư, Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã thấy cái này. Cho nên Ngài đã thấy cái này, cho nên Ngài phát nguyện làm sao mà cái con người mình á, nó phải trong sạch, nó phải tinh khiết, và mình có một cái đời sống khỏe mạnh, tốt đẹp để làm gương cho những người khác. Do đó mà mình khuyên người khác đó, họ mới nghe, họ theo. Đây là cái trường hợp của Phật Dược Sư. Rồi cái thứ ba là gì? Ngài mới bảo rằng mình không có điều kiện để can ngăn những người mà hung dữ có thể tàn sát lẫn nhau đây, tự nhiên phá hại lẫn nhau đây. Thì cái chuyện này ngày nay chúng ta còn thấy ở trên thế giới này, nước này muốn lại xâm lấn nước khác, rồi lúc bây giờ nữa mới chế biến ra những cái loại giết người mà càng dã man càng tốt hơn. Đây là loài người chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà rất nguy hiểm. Cho nên làm sao mà biết rồi mà khuyên cho người ta cho được cái chỗ này, tức là ngăn lại. Tại vì mình biết là nó chế ra bom nguyên tử, chế ra bom hát, hay là chế ra bom hóa học, mình biết hết tất cả như này rồi, nhưng mà làm sao can ngăn được đấy. Bây giờ chúng ta biết, mà chúng ta can ngăn được cái tánh ác con người này khó. Cho nên thế giới ngày nay đó, nó cũng có cái đặc biệt là nhiều nước đó mà có vũ khí nguyên tử, sản xuất nguyên tử, nhưng mà lại ngăn cấm các nước khác không cho sản xuất, phải không? Nó nghe không? Thành ra tất cả các nước khác thấy như vậy vẫn bất công, cho nên cũng tìm cách để sản xuất. Mà sản xuất cái này ra càng nhiều thì quý vị biết tới cuối cùng ai thắng. Thành ra cuối cùng chắc chắn là ai cũng không thắng hết, mà tử thần sẽ thắng, phải không? Thành ra tử thần sẽ thắng cái này nữa. Loài người chúng ta cũng chết, mà luôn cả loài vật cũng chết. Cho nên cái điều thứ ba Ngài nguyện làm sao mà ngăn được cái này nữa, nói cho người ta nghe. Để chi vậy? Để bảo đảm được cái sự sống con người tốt. Tại vì loài người mình sản xuất nhiều, khai thác nhiều, nhưng mà cái nạn nghèo đói không thể tránh khỏi được. Lại vì cái sản xuất nhiều nhưng mà cái phá hoại của mình nhiều, ta nghe phá nhiều, cho nên từ cái chỗ này mà dẫn tới cái chỗ khổ. Ta nói quý vị thấy, nếu mà một nước không có chiến tranh, không có chiến tranh thì cái vấn đề sản xuất có thể ít lại đi, và cái tiêu dùng ở trong giới hạn nào đó, thì cái tài nguyên này không khai thác nhiều và có thể bảo đảm được cái môi trường sống ta trở thành tốt hơn. Nhưng mà ngày nay rơi vô trong cái tình trạng
là tranh nhau để khai thác. Ta nên tranh nhau để khai thác, làm cho nó cạn kiệt hết tài nguyên đi, và chỉ giữ lại cho cái trái đất này nữa là trái đất bẩn. Tức là trong lòng đất cũng bẩn, dòng nước cũng bẩn, không khí cũng bẩn, thì chắc chắn làm sao chúng ta sống được đấy. Bây giờ chúng ta biết rồi đó, nhưng mà nói cho mọi người nghe được, chấp nhận được cũng là cái việc khó. Đây là cái sự thật. Mà bây giờ đó, mình nói được cho dân thành phố mình nghe rồi đó, giữ được cái không khí trong sạch, dòng nước mình trong sạch được, lòng đất mình trong sạch được, nhưng mà còn các tỉnh thành khác nữa thì sao? Cả nước Việt Nam mình làm được thì tất cả các nước khác thì sao? Cho nên nó riêng về một cái việc mà gọi là khí thải thôi. Khí thải thôi mà tất cả các nước họp với nhau rồi, bàn tính rồi, làm sao giảm cái này? Tại vì biết cái khí thải này sẽ làm cho trái đất chúng ta ấm lên và sẽ đưa tới cái chỗ tận diệt đây. Nhưng mà nước nào chịu hạn chế cái này? Tức là hạn chế cái khí độc đưa vào trong bầu khí quyển ta đấy. Đây là việc quan trọng. Cho nên cả thế giới đang bàn cãi đây, biết rồi cái này nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ đó, các cái nước phát triển thì nói rằng bây giờ nếu mà ngưng cái này đó thì kinh tế tôi sẽ suy sụp, phải không? Cho nên tôi không ngưng. Rồi các cái nước mà đang phát triển hay các nước chậm tiến, bây giờ nước tôi đã nghèo, đã đói, mà bây giờ nó không cho tôi sản xuất như thế này nữa đó, thì lại ai cứu tôi đây? Anh em tiền cho tôi không? Đem thực phẩm tới cho tôi không? Cho nên tranh cãi với nhau nhiều năm mà cũng chưa ai nghe ai hết. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên làm sao mà nói cho nó nghe đây? Làm sao mà nói cho nó nghe? Và ai nói cho nó nghe đây? Đây ta nói là chỉ có Đức Phật ra đời mới nói được thôi. Đức Phật mới nói ta nghe được thôi. Tức là Đức Phật thì không có một cái nhu cầu nào ở trên trái đất này nữa. Cho nên Đức Phật Dược Sư đó, Ngài ở bên cái thế giới Tịnh Lưu Ly của Ngài nữa, cái thế giới này hoàn toàn trong sạch, không? Nó trong sạch từ cái tâm hồn con người ta trong sạch, cho đến cái cơ thể của người ta trong sạch. Rồi lúc bây giờ đó, cái trái đất người ta ở nó cũng trong sạch, không khí cũng trong sạch, dòng nước cũng trong sạch, lòng đất cũng trong sạch. Thế nên trong sạch cái này là nó phải từ trong tâm hồn chúng ta. Cho nên cái này đó là làm sao mà khuyên người ta nên tu, phải không? Nên tu, nên sửa, nên tiết giảm, để rồi đó cái nhu cầu vật chất chúng ta không còn nhiều nữa, thì lúc bây giờ đó không phải khai thác tài nguyên đến mức cạn kiệt, không thể mà đưa vào ở trong bầu khí quyển chúng ta những cái khí độc hay là trong dòng nước. Ta nói nếu mà các cái nước văn minh á, thì người ta hạn chế cái này, ta hạn chế được. Là tại sao? Là tất cả các cái nhà máy á, nó phải bắt buộc phải xử lý cái chất thải này. Chất thải này á, thải ra dòng nước bị cấm, phải không? Thải vào trong không khí bị cấm, đưa vào trong lòng đất á, cũng bị cấm nữa. Ta nói tình trạng của chúng ta đó, chúng ta thấy khi mà công nghiệp phát triển á, chúng ta thấy cái nạn này xảy ra. Trước đây tôi nhớ như là có một lần mà cái nhà máy bột ngọt Phi Đăng chẳng hạn, nó thải ra cái dòng sông đó, nó làm cho các loài ở dưới dòng sông đó chết hàng loạt. Còn ở tại thành phố mình đây đó, thì mình vẫn bị những cái khu mà công nghiệp ở trên Bình Dương nó thải xuống cái dòng sông mình chứ. Cho nên bây giờ làm sao hạn chế được cái này? Cho nên bắt buộc các cái nhà máy là phải xử lý chất thải của họ.
thải ra không khí rồi thải vào trong dòng nước mình, thì lúc bây giờ đó mình mới có nước sạch, mới có không khí sạch, mình mới sống được. Cho nên nhìn thấy một mặt nào đó kinh tế mình đang phát triển tốt, nhưng mà nhìn ở mặt khác đó, mình thấy cái nguy cơ chỗ này. Ta nói cho mình một số lượng hàng hóa tốt nhiều thì nó cũng cho mình một cái lượng chất độc không ít ở trong không khí cũng như là trong dòng nước mình đây. Ta nói nếu mà không hạn chế được, không ngăn được đó, thì tới một ngày nào đó mình không còn không khí trong lành để thở, rồi đó mình cũng không còn nước sạch để uống nữa. Nếu mà mình uống những cái nước này đó, nước bị nhiễm này đó, thì sanh ra bao nhiêu cái thứ bệnh xảy ra đây. Cho nên cái này đó, ứng vào trong lời nguyện của Đức Phật Dược Sư là nguyện thứ 6 và nguyện thứ 7. Cho nên nguyện thứ 6 là gì? Tức là con người chúng ta cũng là con người, nhưng mà bị nhiễm hết tất cả các cái chất độc này. Cho nên lúc bây giờ đó mới bệnh hoạn, mới tật nguyền. Tức là tất cả những cái này xảy ra mà ngày nay chúng ta thấy rồi. Cho nên một số người bị nhiễm quá chất mà sanh ra những đứa trẻ dị tật, cái này có đấy. Rồi lại mắc những cái bệnh hiểm nghèo là thứ 7, phải không? Thành ra thứ 7, thứ 6, thứ 7 này là cái thực trạng ở trong cuộc sống ta thấy. Nhưng mà bây giờ đã quá giải cái này là sao? Đức Phật Dược Sư nói là chúng ta chỉ có một cái đó, siêng tu. Siêng tu thì mới quá giải được. Nhưng mà cái siêng tu này đó, nó đòi hỏi chúng ta gì? Tức là tu cho đúng, tu cho đúng pháp. Chứ còn siêng tu mà tu không đúng, ngoài đạo người ta tu chứ, nhưng mà tu sai đó thì lại càng nặng thêm nữa. Cho nên nếu một số các Phật tử chúng ta nghĩ đó, thôi bây giờ lập đàn Dược Sư, rồi chúng ta tụng kinh Dược Sư, chúng ta lại Phật Dược Sư, ta cầu nguyện không, được không? Cho nên Đức Phật Thích Ca nó không được. Không được làm như vậy, không được đâu. Coi chừng rơi vô mê tín đây. Rơi vô mê tín thì cái chuyện này làm đó, nó không có kết quả nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mới dạy chúng ta thêm cái nữa đó, là phải học về cái hạnh của Đức Phật Dược Sư này. Tức là phải coi kỹ coi cái việc làm của Đức Phật Dược Sư như thế nào đây. Rồi ta tụng cái kinh Dược Sư để chúng ta coi Đức Phật Dược Sư dạy cái gì, Đức Phật Dược Sư làm cái gì. Rồi bây giờ chúng ta phải làm theo thì lúc bây giờ mới có kết quả. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca mới bảo chúng ta nè, đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì công đức mới không thể nghĩ bàn, phải không? Chứ còn quý vị đọc không thôi, nhưng mà không có suy nghĩ, rồi không áp dụng trong cuộc sống của mình, rồi không có khuyến hóa được những người chung quanh mình, họ cùng làm với mình á, thì cái này cái tụng của chúng ta như không thôi. Cho nên khi chúng ta tụng rồi, chúng ta suy nghĩ rồi, lúc bây giờ đó chúng ta mới khuyên, mới nhắc nhở, mới dạy những người thân với chúng ta, từ những người thân chúng ta đây nó phát triển rộng ra, mà cả thành phố này đó cùng đọc tụng, cùng suy tư, cùng làm phước đó, thì cái này cái phúc của thành phố chúng ta mới có. Chứ còn tụng không được. Cho nên lần đầu tiên thì thành hội chúng ta chỉ tổ chức cái đàn Dược Sư ở tại chùa Quy Nghiêm thôi. Qua lần thứ hai thì lúc bây giờ đó, thầy mới cho mở thêm ở chùa Ấn Quang, mở thêm ở chùa Phổ Quang, mở thêm ở Việt Nam Quốc Tự, phải không? Rồi đến bây giờ đó thì tất cả các tỉnh thành người ta mới bắt đầu người ta làm, mà mới mở đàn thôi. Còn cái bước thứ hai đó là phải suy nghĩ coi như là Đức Phật Dược Sư làm cái gì và dạy chúng ta cái gì đây. Thành ra Đức Phật làm, Đức Phật dạy. Đức Phật thường thường Ngài đã làm rồi, có kết quả rồi, Ngài mới dạy cho chúng ta. Chúng ta làm theo đó thì nhất định phải có kết quả. Đây là cái việc mà quan trọng ta thấy đó.
Thì như vậy đó, tất cả cái xã hội chúng ta sống đây là sự thật. Nó do cái suy nghĩ của con người chúng ta, nó do cái bàn tay của con người chúng ta quyết định. Nếu cái suy nghĩ chúng ta tốt, cái việc làm chúng ta tốt, thì cái xã hội chúng ta đã bảo đảm là tốt thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Khi lập đàn dược sư rồi, trong kinh nói rõ thêm cái nữa đó. Tức là khi mà lập đàn rồi, như vậy được chưa? Cho nên ngài A Nan mới thắc mắc chỗ này. Tụng kinh rồi, cầu nguyện rồi, xong rồi phải không? Được rồi chưa? Làm sao mà tụng kinh rồi, cầu nguyện rồi đó mà giải quan được tất cả những cái này? Cho nên bây giờ đã cứu thoát Bồ Tát mới giải thích thêm cái chỗ này nè. Làm gì? Tức là phải mở kho bố thí cúng dường chúng tăng, phải không? Rồi bản thân người đó phải giữ 8 phần trai giới này. Cho nên mình làm gương trước cho tất cả mọi người, phải giữ 8 phần trai giới. Thì mình có giữ 8 phần trai giới thì mọi người mới có thể bắt chước mình làm theo chứ. Chứ còn lập đàn mà mình không giữ phần trai giới này thì không khó nữa. Cho nên trong giữ 8 phần trai giới này đó, thì cái điều quan trọng nhất là quý vị thấy rồi, phải không? Tức là không có sát sanh rồi nè. Không có sát sanh nè, không có gian tham trộm cắp nè, không có tà dâm nè, không có nói dối nè, rồi cũng không có uống rượu nè. Tức là 5 cái phần trai giới này là quan trọng. Nếu mà hãy thêm những cái khác nữa đó, là không ăn phi thời, tức là hạn chế cái vấn đề ăn uống đi. Tại vì mình ăn nhiều quá, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ăn nhiều quá thì lại cũng sanh bệnh, mà làm cho những người khác không còn cái gì để ăn hết, thì lúc bây giờ đó cái xã hội loạn đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, trong đó có một cái điều là không ăn phi thời, tức là hạn chế cái vấn đề ăn uống đi, để chúng ta còn dành một phần nữa mà chúng ta chia sớt cho những người khác nghèo đói. Cho nên những người khác họ nghèo đói, họ thiếu thốn, họ mới sanh ra tham lam, họ sanh ra trộm cắp, họ sanh ra gian dối, phải không? Cho nên cái này muốn làm, cho nên muốn làm đúng nghĩa của nó là phải giữ cái phần này, giữ phần trai giới, hạn chế cái vấn đề ăn uống của mình, rồi dành cái phần này đem bố thí cho những người thiếu thốn. Cho nên khi mà tôi lên trên Đức Hòa, lúc đó tôi lên Đức Hòa tu nữa, thì tôi mới nghe mấy thầy trên đó kể lại cái việc xưa có một cái ông nhà giàu ở trên Đức Hòa. Mà ông nhà giàu này đó hiểu đạo Phật và áp dụng đạo Phật trong cuộc sống, cho nên nó có cái kết quả này. Cho nên ông này có cái đặc biệt á, mở đàn dược sư có hay chưa không biết, có tụng kinh dược sư hay không không biết. Nhưng mà cái năm mất mùa, cái năm mất mùa đó người ta đều đói kém hết đó, thì ông bảo là hạn chế ở trong gia đình bớt ăn đi, phải không? Tất cả những người ở trong gia đình mình bớt ăn đi, tại ở ngoài kia người ta nữa cả ngày người ta không có ăn gì hết, thì thôi bây giờ mình ở đây mình ăn một ngày, trong nhà mình ăn một ngày một bữa thôi, để mình dành cái phần còn lại này đó mình để mình chia cho những người không có gì ăn hết. Nên Việt Nam mình nó một nắm khi đói bằng một gói khi no gì đó, cái này là khó. Mà chính làm cái việc này đó là công đức lớn. Trong lúc mình tụng kinh, mình làm những chuyện khác, nhưng mà còn những người chung quanh mình đói rách nghèo khổ này nữa mình không bao giờ quan tâm, thì cái này có kết quả không? Đôi khi cũng phản tác dụng. Ông này không tụng kinh đi, nhưng mà cái khi đói kém mất mùa thì ông lại biết san sẻ cho những người khác,
Cho nên những người khác đó thương ông, quý ông đó. Rất là quý trọng ông. Cho nên sau này đó ông có biến cái nhà ông trở thành cái chùa luôn, phải không? Thì ta nói sao? Ta nói cái ông này đó, ông không tu mà ông còn hơn ông thầy tu nữa, quý vị thấy không? Cái đại thừa chúng ta là như vậy đó. Tại mấy ông thầy tu khác á thì cứ ăn no đủ thôi. Còn riêng về cái ông này đó, ông không có tu, mấy ông ở nhà thôi. Nhưng mà ông còn đem ông chia sẻ cho người khác. Cho nên người dân ta nói là cái ông này ông không tu mà ông còn hơn ông thầy tu, quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta áp dụng đúng theo lời của Đức Phật dạy, tức là biết thương người, biết chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau của người khác, thì chắc chắn người khác họ sẽ thương ta, họ mến ta, phải không? Rồi lúc bây giờ đó, ta nói họ đó, họ mới nghe được chứ. Chứ còn tất cả các cường quốc ngày nay cứ biểu nước này không được làm, nước kia không được làm, nước nọ không được làm, nhưng mà để dành tôi làm, phải không? Làm sao ta nghe? Anh phải đem ra anh cho người ta trước đi, anh phải chia sẻ cho người ta đi. Nếu bây giờ đã không làm, không vũ trang nguyên tử nữa, thì bây giờ tất cả các cái kho nguyên tử anh nên xóa đi, phải không? Tức là tất cả đều xóa hết. Chứ bây giờ anh sử dụng cái này để anh răn đe người ta, nhưng mà anh biểu người ta đừng làm, để người ta lệ thuộc anh hết, thì có ai nghe đâu. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái quan trọng nhất là Đức Phật dạy mình là đọc tụng suy tư rồi dạy người làm phước đấy. Tức là suy tư những cái điều mà Đức Phật Dược Sư làm, Đức Phật Dược Sư dạy. Cho nên nó kết thúc là sao? Tại vì bản thân Ngài làm, cho nên những người khác cùng làm theo. Từ cái chỗ đó đó mà cái chỗ Ngài ở đó trở thành ra một cái thế giới hoàn toàn an lành. Tức là Phật Dược Sư hoàn toàn an lành. An lành ở chỗ này đó là, tôi nói chỗ này đó là chúng ta có cái trái đất sạch, chúng ta có cái không khí sạch, và chúng ta có cái dòng nước sạch để tu, với những con người tâm hồn trong sạch. Cái này thật. Cho nên kinh thì dạy như vậy, nhưng mà nếu áp dụng và thực tập á, ở trong cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta làm tốt từng phần. Cho nên đầu tiên chúng ta làm tốt cái tâm hồn mình, chúng ta làm tốt cái bản thân mình, rồi đó chúng ta mới khuyến hóa những người bạn chúng ta cùng tu với chúng ta, cùng làm tốt như chúng ta đó, thì chắc chắn mọi việc đó, nó sẽ theo đây nó tốt lành, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái công đức của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, cái công đức của kinh cũng không thể nghĩ bàn. Nhưng mà vì chúng ta đó không suy tư, không ứng dụng, cho nên chúng ta không kết quả. Ta nói tụng kinh thì tụng kinh, nhưng mà ngày cứ 4-5 bữa cứ ăn, thấy không? Khỏe được không? Rồi đó cùng nhau mà giành giật, thì làm sao mà cái thế giới này hòa bình được, an lạc được. Cho nên áp dụng theo đúng cái mô hình mà Phật Dược Sư đã làm, thì Phật Dược Sư làm được thì chắc chắn ta cũng làm được thôi. Cho nên Đức Phật dạy người khác làm được, các Đức Phật đã làm trước ta rồi, thì ta chỉ theo cái mô hình ta tu thì nhất định có kết quả. Còn nếu mà chúng ta đó không theo cái mô hình của các Đức Phật ta làm á, thì chắc chắn cái con đường sa đọa khó tránh được. Thì đây tôi nói là cái công đức của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, công đức của kinh cũng không thể nghĩ bàn. Nhưng mà còn cái phần còn lại đó là chúng ta có áp dụng trong đời sống mình được không, trong cái suy nghĩ mình được không, và khuyến hóa bạn bè mình được không. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn thế giới này của chúng ta cũng có thể trở thành thiên đường, trở thành cực lạc, hay là trở thành ra cái thế giới trong sạch như là Đức Phật Dược Sư đã làm. Tôi xin ngừng ở đây.